À, cho xin tí bún vào đây nhỉ. Đây là nếu cho một ít bún vào đấy anh xin một bún. Chào Trần Xuân Trường. Chào Kiên Lê nha. Đây này anh em này, có những con chó bàn phím này đây mà bấm cho anh em nghe nha. Có dám mở máy đâu đâu. Mang tiếng cái sim này. Đấy, mày bật mẹ loa này cho anh em nghe. Nói đi, con chó. Không có gì đâu, Trường Xuân Trường. Con chó bàn phím xuống vậy mà em. Đã chơi là phải chất và đã chất là phải chơi. Để con hổ phải xấu. Rồi 169 triệu nè 226 triệu 980 mấy ngàn. Là tổng cấp. Tổng cấp mà chưa được 1 triệu ra. Alo. 200 triệu 300. Alo. Chị đi vào đây luôn. Em trở về 66B Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình nhá. 236 triệu 980. 66B Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình. 230 236 triệu. Nguyễn Chí Sách 980 nghìn. Nguyễn Chí Sách chứ. Là trừ đi 10 triệu. Đúng rồi, phường 15 Tân Bình.